dù bán trong giai đoạn giá cổ phiếu lao dốc, nhưng so với mức giá đã mua, thì Vietcombank đã lãi lớn. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Vietcombank, mã chứng khoán VCB đã bán xong 7,6 triệu cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, theo như đăng ký trước đó. Sau giao dịch, Vietcombank còn sở hữu 14,8 triệu cổ phiếu HVN tương đương 1,21%. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, trong thời gian từ ngày 25 tháng 11 năm 2018 đến mùng 8 tháng 2 năm 2018. Đây là khoảng thời gian mà HVN lao dốc, từ giá đỉnh 70.000 đồng về mức thấp nhất là 44.000 đồng, tương đương mức giảm hơn 37%. Trước đó, HVN đã có một quá trình tăng giá rất tích cực, từ vùng giá 27.000 đồng đi thẳng lên 70.000 đồng. Cùng với sự sụt giảm của thị trường chung, thì HVN đã chịu áp lực chốt lời. Và việc Vietcombank thoái vốn cũng gây ảnh hưởng lớn lên lực bán đối với cổ phiếu này. Mặc dù vậy, so với mức giá 22.300 đồng mà Vietcombank mua HVN từ ngày IPO, thì ngân hàng đã lãi lớn. Tạm tính ở mức giá bình quân 50.000 đồng, Vietcombank đã lãi 210 tỷ đồng từ việc bán đi 7,6 triệu cổ phiếu HVN. Trong phiên giao dịch buổi sáng, ngày 26 tháng 2, HVN tăng nhẹ quanh giá 53.000 đồng, trong khi Vietcombank cùng nhóm ngân hàng tiếp tục có một phiên giao dịch hứng khởi. Vietcombank đang có kế hoạch bán hơn 350 triệu cổ phần tương đương tới 10% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2018, sau khi đã được chính phủ cho phép. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết kế hoạch phát hành riêng lẻ đã được nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu sẽ được phát hành theo phương thức đấu giá công khai hoặc bán riêng lẻ cho một số lượng hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài. Ông nói thêm, Quỹ đầu tư quốc gia của Singapore, GIC, là một trong những nhà đầu tư tiềm năng của Vietcombank. Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Vietcombank, với 15% cổ phần, cũng sẽ được mua thêm cổ phần để duy trì tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng. Tại Việt Nam, quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng được giới hạn ở mức 30%. Vietcombank là một trong những số ít ngân hàng mới chỉ có chưa đến 10% vốn điều lệ dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Với mục tiêu tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, Vietcombank ban đầu kỳ vọng sẽ hoàn thành được việc chuyển 7,7% vốn cho GIC vào năm 2016. Tuy nhiên, thỏa thuận đã không thành công do không thống nhất được giá. Vietcombank muốn bán cổ phiếu dựa theo giá thị trường, nhưng không thấp hơn mức giá đã xác định từ trước. Chốt ngày 23 tháng 2, cổ phiếu Vietcombank ở mức 71.400 đồng trên cổ phiếu 3,14 USD, gấp đôi giá trị so với hồi cuối năm 2016. Bà Phạm Thị Tố Tâm, chuyên viên phân tích tại công ty cổ phần chứng khoán Kit cho biết, chất lượng tài sản của Vietcombank khá tốt, đã giảm tỷ lệ nợ xấu năm 2017 xuống còn 1,13%, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 130%, cao nhất trong các ngân hàng cùng quy mô. Vietcombank cũng đã bán cổ phần sở hữu tại các tổ chức tín dụng khác để giảm rủi ro sở hữu chéo. Ngoài ra, Vietcombank cũng có kế hoạch thoái vốn khỏi Vietnam Airlines vào năm nay, kỳ vọng sẽ thu về khoản tiền lớn. Ngân hàng này đồng thời đang đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ và cho vay cá nhân, vốn chiếm tới 32,7% tổng dư nợ cho vay năm 2017 và 25,3% năm 2016. Cho vay bán lẻ là mảng đang mang tỷ suất lợi nhuận cao. Trong khi đó, các ngân hàng khác ở Việt Nam cũng đang tìm kiếm các nhà đầu tư ngoại. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV, một trong ba ngân hàng lớn nhất, có vốn chi phối bởi nhà nước, đang cân nhắc việc phát hành cổ phiếu lên đến 30% cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều ngân hàng Hàn Quốc và Nhật Bản đã tỏ ra hứng thú với thương vụ này. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông, Oceanbank, năm vừa rồi đã ký hợp tác toàn diện với ngân hàng Daegu của Hàn Quốc, hướng tới hợp tác sâu hơn trong tương lai. Trong khi Linviet Postbank cũng đang chào bán hơn 10% vốn cho các nhà đầu tư ngoại. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank, đã bán 2-3% vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài năm ngoái, trước khi lên sàn, và có thể sẽ còn bán thêm. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam cũng đang tìm kiếm các nhà đầu tư ngoại cho hai ngân hàng nhà nước khác là Oceanbank và PGBank. Thành lập từ năm 1963, Vietcombank tiền thân là Cục Quản lý Ngoại hối,
trực thuộc ngân hàng nhà nước. Sau đó, Vietcombank tách khỏi ngân hàng nhà nước để trở thành ngân hàng đầu tiên và duy nhất ở thời điểm đó chuyên về giao dịch liên quan đến nước ngoài. Bộ Tài chính được kỳ vọng sẽ duy trì phần lớn tiền gửi tại Vietcombank trong những năm tới đây. Có được lượng tiền gửi lớn, Vietcombank sẽ có lợi thế hơn so với các ngân hàng khác trong hoạt động cho vay. Đặc biệt là khi chính phủ yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Năm 2017, Vietcombank công bố tăng trưởng lợi nhuận trước thuế là 32,2%, đạt 11,3 nghìn tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đặt ra là 9,2 nghìn tỷ. Kết quả tích cực này nhờ mức tăng trưởng mạnh của huy động vốn và cấp tín dụng.